cậu nhóc 10 tuổi cắt mái tóc ngố nhìn ngu ngu vậy thôi. Các bạn đừng có khinh thường cậu ta. Bởi vì đao pháp của cậu vô cùng điêu luyện và xuất quỷ nhập thần, võ công đỉnh cao của cậu được truyền thụ bởi tuyệt kỹ Tây Bắc Đao Vương của cha mình. Cậu ta đã luyện đến cảnh giới cao nhất, là dùng khí vận công đan điền, tập trung khí lực khiến thanh đao tự bay vào tay mình, người ta gọi đó là dùng khí tháo đao. Một chém của cậu đứt đôi miếng thịt ngựa, mà lão già phải bổ cả nửa ngày có khi không xong. Để có được đao pháp hơn người như vậy, hằng ngày cậu phải luyện công khổ cực, cơ bắp cuồn cuộn như vậy không dễ dàng mà có được. Lão già nhìn xong cũng phải khiếp sợ mấy phần. Kỹ năng thâm sâu của cậu lại chưa từ một lần thực chiến, nên chính cậu cũng không biết sức mạnh của mình tới đâu. Tuy đao pháp của cậu thì chưa thực hành, nhưng khí pháp của cậu thì lại được áp dụng thường xuyên. Kỹ năng tán gái của cậu có lẽ cũng đứng nhất nhì khu này. Đẹp trai khoai to quanh vùng không ai địch nổi. Không chỉ chém đao giỏi, cậu nhóc chém gió còn giỏi gấp đôi. Mồm lanh mép lẻo nên tán luôn con gái lão già. Trong vùng có một lũ lưu manh, hôm nay chúng đến ăn miếng thịt to uống chén rượu đầy ở quán lão già. Thấy con gái lão xinh xắn đáng yêu, hắn lừa lão ra ngoài rồi nhăm nhe thịt con gái lão. Khi ông chạy tới thì hắn kề đao vào cổ khiến ông chỉ biết van xin. Cậu nhóc đứng ra quát lớn, mấy thằng con lợn này có bỏ ngay tay ra không? Nói câu ông anh trai nóng tính rút kiếm ra, tiến đến hỏi thăm sức khỏe cậu bé. Liệu rằng cậu có thể thoát khỏi kiếp nạn thứ 82 này? Danh tính thực sự của cậu là ai? Mời các bạn cùng xem video do review phim hay nhất tóm tắt nhé. Ngoài hoang mạc có một con ngựa đang được cho uống nước thì xuất hiện hai người lạ ở phía xa. Ông anh định rút kiếm ra thì đồng xu bay trúng tay. Thấy không ăn được, anh tới gần nói chuyện. Hai người lạ mặt hỏi anh biết thằng nào tên là Nhất Đao Tiên không? Và đương nhiên là anh không. Khi họ đi khuất, anh mới quay lại chửi, bố mày hơi bị sợ chúng mày rồi đấy. Vừa chửi xong thì anh thấy có biến, tưởng hai ông thần nghe thấy và quay lại. Anh chạy về rút kiếm ra, gió thổi cắt bay tứ tung, không khí có phần nguy hiểm bao trùm. Từ trong làn khói của sa mạc, bóng một con ngựa dần dần hiện ra. Thì ra chỉ là một thằng bé, bụng thì đang đói lại gặp thằng bé Đù Đù. Này, có lương khô không? Ông anh cười sướng khi nhận được túi lương khô, quay ra hỏi tiếp thằng bé, mày có biết bố mày là ai không? Đương nhiên là cậu bé không biết rồi. Trong bán kính 500 dặm quanh đây, không ai không biết tao là Ưng Mạc Sa Lý Phi. Không để ý lắm, thằng bé múc nước cho ngựa uống. Được cái ông anh này cũng có ý tốt, hỏi cậu đi đâu mà ra ngoài một mình như này. Cháu đang tìm đường đến Song Kỳ Trấn, nơi đó giang hồ hiểm nguy, không phải chỗ cho mày đâu. Cháu đến đó tìm người vợ chưa cưới của tôi. Cái thằng này liều phết nhỉ, mới tí tuổi đầu đã nói chuyện vợ con rồi. Mày không biết là lấy vợ sớm khổ lắm sao con ơi? Bao nhiêu là tấm gương rồi mà mày vẫn đâm đầu vào. Thế vợ mày trông như nào mà đã ham hố cưới sớm thế? Cháu cũng chưa gặp bao giờ. Cái thằng này nói chuyện ảo thật đấy. Thôi thì đi cùng tao, tao đưa mày đến xem mặt mũi vợ mày. Ông chú bắt đầu xạo ke về chuyện đời ông. Với thanh phi sa kiếm này trên tay, ta đã chinh phục biết bao nhiêu vùng đớn lớn nhỏ, đánh chiếm của người giàu chia cho người nghèo. Người nghèo cần giúp đỡ đầu tiên là ta, nên mà chú có thể cho anh vay ít tiền không? Thế là khoản trợ cấp không hoàn lại đã tới tay ông chú. Sa Lý Phi dặn rằng có vấn đề gì cứ đến đạo thảo can bảo anh một tiếng. Trong làng lúc này được ba con báo ghé thăm, chúng bắt người trong làng trong 2 ngày nữa phải làm cho chúng bộ yên cương. Nói xong chúng bốc đầu phóng đi. Làng này hiếm khi có người qua lại, nên khi cậu bé tới cả làng ra soi mói cậu. Trông cậu thì như minh tinh màn bạc, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời cả xóm. Có thêm hai người mới tới cũng nhìn cậu như vật thể lạ. Ba thằng bé cũng chạy ra hóng biến. Hai anh ân cần hỏi cậu có biết Nhất Đao Tiên không cháu? Tầm này trong đầu cậu bé chỉ có vợ con, còn biết gì mất cái tên đang nổi trên mạng xã hội. Tuy không biết vợ là ai nhưng mà bố đã dặn rồi, đến tuổi lấy vợ thì cứ tới đây. Cháu với cô ấy được hứa hôn từ bé. Bố vợ cháu bị thọt một chân. Ảo thế nhỉ cái thằng này. Tao ở đây năm nay hơn 80 tuổi rồi, chưa thấy ai bị thọt cả. Đêm hôm đó lúc đi tìm chỗ ngủ qua đêm, cậu vô tình tìm trúng nhà vợ tương lai, nhưng tiếc là cậu chưa từng gặp qua nên không nhận ra được. Xui rủi lại còn bị chị nhà lầm tưởng là tên ăn mày nghèo nàn. Đến sáng khi ra khỏi cửa, hảo muội vấp ngay vào thằng bé. Thừa lúc ăn vạ cô khóc như mưa, cây gậy từ trong nhà vung ra. Thằng ăn xin bẩn thỉu kia, mày đã làm gì con gái tao? Ối rồi ôi, con xin lỗi bố vợ. Thấy bố mình dừng tay, hảo muội tay cầm thau đồng táng ngay vào đầu tên khốn. Lúc đó Nhất Đao Tiên xuất hiện, cả hàng hô hoán toán loạn. Hai anh thanh niên nghe thấy Nhất Đao Tiên liền bước ra, tưởng rằng sẽ có một trận chiến gay cấn nảy lửa đầy máu me diễn ra, nhưng không. Rất nhanh gọn nhẹ, một lưỡi kiếm của Nhất Đao Tiên là một mạng người rơi xuống. Thế là hai người đàn ông chưa quá 2 chiêu đã gục. Người dân xung quanh hốt hển câm như hến. Chém xong 4 người lại phi đi, quay trở lại với trấn bé Đù. Lúc này đã được nhạc phụ cho vào nhà và được nghe kể về thuở ngày xưa, từng là một người có số có má trong ao hồ, đánh nhau chưa biết ngán thằng nào cả. Ngày hôm đó ta gặp bố của mày, bọn tao đánh nhau 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Cuối cùng ông ấy chơi bẩn, chân tao bị thọt cũng là nhờ bố mày ngày hôm đó. Nhờ vậy mà tao được về quê ở ẩn, mở một quán ăn nhỏ kiếm miếng ăn qua ngày. Bố cháu bảo cháu đến đây để đón vợ về. He he he, cháu cứ ngồi đây, bác đi gọi nó ra nói chuyện với cháu. Cháu cứ ở lại đây chơi mấy ngày, bố mày với bác ngày xưa thân nhau lắm, cứ ở lại đây chơi không phải ngại. Nói xong ông xuống gọi con gái. Cô nàng hảo muội tỏ rõ thái độ ghét bỏ đối với người chồng đột nhiên xuất hiện. Ngày xưa khi đại sư bá còn sống,
tao đã lỡ mồm hứa gả con gái cho thằng con trai của ông ấy, bây giờ chân tao đã phế, thằng danh con lại chẳng có võ vẽ gì. Lỡ mà giang hồ đến đòi nợ thì sao tao yên tâm. Thế nhưng mà hôm đó khi màn đêm buông xuống, thằng bé cởi trần luyện công, người anh cơ bắp cuồn cuộn, bố vợ nhìn thấy thằng này khá. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu được bố vợ nhận vào làm việc ở nhà hàng của ông. Ông nói sống ở đây phải biết tôn ti trật tự, phải biết trên biết dưới, biết lợi biết hại, ra ngoài đường phải biết chào hỏi người lớn người già, gặp trẻ nhỏ phải biết yêu quý bọn nó. Nhưng mà tao cấm nói chuyện với bọn thanh niên, toàn mấy thằng không chịu khó làm ăn, bọn nó toàn một lũ nghẹo với nhau. Nó không cho mày đi cảnh thì cũng rủ đi phá làng xóm, xong rồi ăn vay nặng lãi, rồi chúng nó đến đòi tiền. Nó chém cả nhà không chừa một ai con ạ, mà mày ngồi nãy giờ làm gì? Qua đây hộ tao lọc xương nhanh. Mà làm việc thì không cần đeo kiếm đâu con, hết trung thu rồi còn ai chơi kiếm nữa. Bố con bảo là đầu chưa rơi chưa được buông kiếm. Rồi thằng bé tiếp tục băm thịt. Hảo muội thấy thằng này đần, liền vào chỉ cho cách làm. Nhìn tao làm đây sau còn biết. Nhưng mà tính mê gái có để ý gì đâu. Lúc ăn cơm bố vợ kể cho cậu về chuyện của bố mình. Đao pháp của cha cậu chính là một loại đao pháp không có trong đao phổ, đường kiếm lấn lướt ảo ma. Mỗi lần vung đao là một lần chí mạng. Người bình thường thì thấy chiêu thức thật tầm thường, nhưng với cao thủ thì thấy ngay đó là nhát chém tử kiếm. Và chiêu mạnh nhất của anh ấy là chăn chối. Anh lao vào tấn công toàn bộ kẻ địch trên không, gây sát thương vật lý, tích đầy khí khi kết thúc và có thêm khả năng xuyên giáp. Lợi hại đao pháp nên kẻ địch nào gặp anh cũng ngáp. Đao pháp lợi hại không biết bao cao thủ bị đánh bại. Bên Đông Lào không ai là không biết đến tên anh. Anh được mệnh danh là kẻ bất dung thứ, vì thứ nào gặp anh mà láo nháo anh băm nấu cháo ngay. Nói xong ông giao việc cho hai đứa ngày mai đi chăn ngựa. Hảo muội bị đám trẻ trong trấn chọc quê vì đi cùng với Hải ca, dỗi lấy dỗi để. Cô nàng liền khóc lóc chạy về nhà mách cha, đòi đuổi cậu bé đi. Thế là cậu khỏi cần, chắc kiếm trước làm bật mã ôn trên thiên cung. Cậu bé lùa ngựa rất chuyên nghiệp. Tối hôm đó ông bố cũng nói rõ với Hảo muội rằng cậu bé đến là để đón cô về nhà làm vợ. Nhưng mà bố cũng không thích thằng này lắm, nên là thôi không cần phải dỗi, bố sẽ không cho nó lấy mày đâu. An tâm mà đi ngủ đi con. Sáng hôm sau, nhạc phụ có ý muốn chỉ cậu bé cách chặt thịt ngựa, nhưng mà bác trai lại quên cháu là con ai rồi. Cậu xung phong muốn thử xem sao. Tập trung nhắm mắt vận khí, tung chiêu trong thoáng chớp, chuôi đao bay lên tay cậu. Một nhát chém dứt khoát, tảng thịt bự bị trẻ làm đôi. Người cha già ao trình, cô con gái ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngừa. Từ sau lần được chứng kiến kỹ năng đao pháp của cậu bé, bữa cơm gia đình có không khí vui tươi hẳn. Trong bữa ăn, Hảo muội đã bắt đầu tiếp lời với những câu đùa của cậu. Cậu được thời kể chuyện cười cho cô nghe. Chuyện cười này lạ lắm. Cậu kể xong bố vợ không cười, khán giả không cười, cả tôi cũng không cười. Nhưng mà cô bé Hảo muội lại cười. Lần này chắc mê trai thật rồi. Hai người từ đó thân thiết hơn. Trong một lần chăn ngựa, cậu bé thử gặng hỏi Hảo muội có thật sự có nốt ruồi dưới mông không, nhằm kiểm chứng coi đây có phải là người vợ mà người cha quá cố đã hứa hôn. Nhưng nhận lại chỉ là sự xấu hổ e thẹn vội cưỡi ngựa chạy đi của cô nàng, phải mấy đứa khác chẳng đấm cho mấy nhát. Nhưng mà cậu quyết không từ bỏ. Tối đến khi Hảo muội đang tắm, cậu ta lén nhìn qua khe cửa, cố gắng tìm nốt ruồi trên mông của cô. Chiều cao có hạn mà thủ đoạn vô biên. Cậu kê khúc gỗ đứng lên ngó, mới thấy được lưng cô thì cánh cửa đổ sập. Hảo muội hoảng hốt khóc thét trong phòng, bố vợ liền thẳng tay xuống từng đòn roi trừng phạt cậu. Đã dạy bao nhiêu lần rồi, không được nhìn cái không nên nhìn, về đây tao đánh cho tuét đít. Nhưng mà bất ngờ chưa, đứa con gái bấy lâu nói rằng ghét thằng bé, hôm nay nói với bố rằng đừng đánh nữa. Không ngờ đứa con gái mình lên tiếng can ngăn. Lão già cũng đã biết rằng con mình yêu thật rồi, nên ông cũng thôi không đánh thằng bé nữa. Ngày hôm sau, Hảo muội đã dậy từ sớm, sắc thuốc cho cậu ta uống. Bố già nghĩ bụng không ngờ thằng bé tán được con ta. Nhìn thấy cảnh con trẻ quý nhau, ông lão cũng đành mừng thầm. Hôm nay quán ông lão có 3 vị khách đường xa tới, một trong 3 tên đó có tên Nhị gia. Hắn ta có ý đồ đen tối với Hảo muội. Hỏi lão thọt thì được biết Hảo muội đang ốm, nhưng mà bóng hồng trong nhà lại vừa thấp thoáng sau cánh cửa. Và thế là tài năng tán gái thì có hạn, nhưng mà thủ đoạn bẩn thì vô biên. Hắn bảo với bố già giúp hắn chăn con ngựa đi. Bên trong 3 tên cười đắc chí, hắn loạng choạng tiến vào trong, bắt Hảo muội ra ngoài. Thế là 3 thằng mất dạy nó đè em ra, cha lại mà nó không tha. Em gào em khóc kêu la quá trời. Thiếu niên anh dũng gặp thời, lao đến hét lớn 3 thằng dừng tay. Đoạn này bắt đầu kịch hay, like xe còn đấy nhấn liền bạn ơi. Lúc này tất cả khách trong tiệm đều run sợ. Tên lưu manh cầm kiếm tiến tới, có giỏi thì rút kiếm ra đấu với ta 500 hiệp. Dân tình như biết được kết cục của cậu nhóc, hắn tát liên tục vào bàn mặt cậu. Mặt cậu thì dày như cái thớt, nói rằng đó là hôn thê của ta. Ha 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 ha, cái đồ đũa móc đòi tròi mâm son. Nói xong đao rút máu chảy, Nhị gia bước ra ngoài, hắn ngã gục vì bị chém giữa mặt. Người dân trong trấn hoảng loạn sợ hãi vô cùng. Tối hôm đó cả làng họp bàn, lo lắng cả trấn Song Kỳ sẽ được tắm trong biển máu từ sự trả thù của Nhất Đao Tiên khi dám giết hại người huynh đệ của hắn. Lúc này bố vợ nói rằng Nhất Đao Tiên 20 năm nay chưa ngán một ai, muốn đối đầu với hắn có lẽ phải bố cậu đội mồ sống dậy. Ông ấy may ra có cửa với hắn. Ông bố già tính bài chuồn cho hai đứa. Ông hả Hảo muộn cho anh rồi bảo sáng mai hai đứa hãy rời khỏi đây sớm, Nhất Đao Tiên sẽ đến sau 3 ngày.
Nếu không nhanh chân thoát khỏi sa mạc, chắc chắn hai đứa sẽ nằm. Vậy là sớm hôm sau, khi chó vừa dậy và sủa trước cổng làng, bố già đã dắt hai con ngựa khỏe, móng bọc vải để đỡ phát tiếng động, để hai đứa có thể cao chạy xa bay. Nhưng mà bất ngờ chưa, dân chúng còn dậy sớm hơn chó, bọn họ chỉ chờ có khoảnh khắc này, đến vây quanh trước cửa nhà ông, ngỡ tưởng sẽ đấm cho thằng rể mới một trận. Nhưng mọi người lại đến để giữ chân vị thiếu niên, nói rằng có lẽ lúc này chỉ có cậu mới cứu được cái làng này. Nếu cậu đi, nhất đao tiên sẽ san bằng cái làng này mất, xin cậu hãy dừng chân. Đừng sống hèn như thế, họa ai gây thì người ấy gánh chịu. Cậu gây họa lại định bỏ đi như vậy sao? Dân ngu chúng tôi không biết võ công, cả làng này sẽ đi về với ông bà ông vải hết mất. Cả nhà ba người thấy hợp lý liền không đi nữa. Cô nàng hảo muội sợ ngỏm lắm, liền bật khóc nức nở. Cậu bé biết rằng lúc này dỗ cô không phải là cách, cậu rút ra cây kiếm trong quần, lau lau cho sáng bóng, rồi cậu nói, gió lốc nổi lên rồi, thời của cậu đã tới. Dân trong trấn thấy cậu chuẩn bị ngựa, lại tưởng cậu tính bỏ trốn, liền ùa lại ngăn cản, chửi như tắt nước vào mặt. Lúc bấy giờ mới biết, cậu đang chuẩn bị lên đường đi tìm du hiệp Sa Lý Phi nhờ giúp đỡ. Mọi người vẫn không tin, nói rằng lão què đang bịp dân làng, ông phải giải thích hết nước bọt dân làng mới tin. Anh ta là chồng của con gái tôi, nhất định anh ta sẽ trở về. Nghe tới đây dân làng cũng thấy bùi bùi lỗ tai, đành để cho cậu ấy đi tìm người cứu giúp. Anh băng qua ngọn núi, anh băng qua cánh rừng, mặt trời làm bầu bạn, mặt trời đốt cháy lưng. Lúc này Sa Lý Phi đang uống rượu ở quán quen, ông ta tự nhận rằng mình bao năm hành hiệp trượng nghĩa, lấy của người giàu chia cho người nhà. Tuy ông nợ tiền quán nhưng ông xứng đáng, nói như ông thì đến tôi cũng xứng đáng, nhưng mà tay cầm kiếm thì ai mà không rén. Hải tiểu đệ tìm tới nói chuyện, ông anh Lý Phi huyên hoang nói rằng, nếu không có cậu đến nhờ giúp đỡ, tôi cũng đã muốn cho thằng đấy căn cắt đến nơi. Chú cứ yên tâm, vụ này anh lo được, nhưng mà chú có tiền không cho anh vay. Tiền thì em không thiếu, quan trọng là ông anh phải giúp. Thế bao giờ Nhất Đao Tiên tìm tới? Khoảng 2 ngày nữa là hắn tới rồi, chốt kèo thế nhé chú em. Bên này Nhất Đao Tiên đã tập hợp các đao thủ, sẵn sàng có mặt ở trấn Song Kỳ để trả thù cho người huynh đệ nhị gia của mình. Còn ở trấn, người dân vẫn đang đồn đại rằng cậu sẽ bỏ vợ, rằng nghe đồn thằng này họ nhà lươn, chắc chắn nó đã trạch lần mất rồi. Mọi người sẵn sàng tinh thần, tự kiếm cho mình một mảnh đất trước đi. Mọi người cứ đứng sẵn ở đó, Nhất Đao Tiên đi qua chém là ta nằm ngay ở hố rồi. Trong thâm tâm ai cũng ngóng trông, hối thúc cậu bé trở về, đặc biệt là lão Thọt và hảo muội. Cô lên trên tường mắt nhìn xa xăm, mong mỏi từ giờ rằng chồng mình sẽ sớm về. Bên dưới dân làng áp lực bố già, trách móc sao con rể ông chưa quay lại, nói rằng ông đúng là ông thần lừa, nói dối bốc phét mồm điêu, bị dân tình xối xả vào mặt. Bố già cũng chẳng biết nói gì hơn, chừng nào con rể chưa quay lại thì chừng đó ông trong mắt dân làng vẫn là một kẻ nói dối. Bóng hảo muội cứ đứng chờ chồng, lúc này một khắc dài cứ như là thế kỷ vậy. Xa xa bóng hình Hải Ca xuất hiện, hảo muội thì vui mừng, dân làng thì hứng khởi, thảo luận xem ai là người sẽ giành chiến thắng. Chỉ có bố già lúc này là lo lắng cho tính mạng của thằng con rể. Đêm hôm đó Hải Ca vẫn nhất định gặng hỏi hảo muội, em này liệu em có nốt ruồi ở mông không? Bên ngoài 7 tên côn đồ đang ăn miếng thịt to, uống chén rượu đầy. Ngày hôm sau đám người Nhất Đao Tiên cũng đến trấn Song Kỳ, cậu bé đã ngồi chờ sẵn từ sớm. Cậu nghĩ thầm có lẽ Sa Lý Phi bịp mình rồi, mặt cậu buồn như cứt ngâm, vợ cậu thịt cà cho cậu ăn lấy sức đánh nhau. Quân của Nhất Đao Tiên đã kéo đến đít, dân làng nháo nhác chạy trốn, tiếng móng ngựa mỗi lúc một lớn, chỉ còn cậu với hai bát cơm canh ngồi đó. Nhất Đao Tiên đã tới làng, giờ đây còn một mình cậu bao vây 7 tên côn đồ. Nhất Đao Tiên bước tới, đội cái khăn cho đỡ nắng, bố chồng từ trong bước ra chịu tội thay. Hảo muội đau đớn tột cùng, tiếng khóc sao mà nghe đầy chua xót. Bố già đi tới nhận một đao của Nhất Đao Tiên, coi mạng người như cỏ rác. Nhất Đao Tiên bước qua xác lão Thọt, tiếp tục tiến về phía cậu bé. Một người dân trong trấn không nhịn nổi liền lên tiếng, cậu bé còn quá nhỏ, chờ nó lớn thêm tí rồi trả thù sau cũng được. Nhất Đao Tiên không nói không rằng, một lần rút kiếm chúng sinh bình đẳng, lại một mạng người đổ xuống, tưởng đã hết người dám tự nộp mạng cho tử thần. Ai ngờ lại thêm một ông lão say xỉn tự nhận là du hiệp Sa Lý Phi, chân ông loạng choạng bước tới. Nhất Đao Tiên chém cả người lẫn rượu. Lúc này cậu bé đã đứng lên, sẵn sàng tiếp chiêu Nhất Đao Tiên. Hảo muội thấy vậy cầm lấy kiếm của bố già, cô quyết sống mái một phen. Đúng lúc đó bụi bay mù mịt, tiếng đao kiếm chạm nhau keng keng, máu chảy linh láng trên mặt cậu bé. Nhất Đao Tiên hỏi cậu học kiếm pháp của ai thế, rồi hắn quay lưng bỏ đi. Đi được vài bước hắn liền ngã gục. Nhất Đao Tiên đã bỏ mạng như thế, 6 tên còn lại cũng bỏ đi. Sa Lý Phi lấp ló ngoài tường, thấy được tình hình bèn phi tới, hắn giật lấy cây đao của Đao Nhất Tiên, còn quay lại đòi phần thỏa thuận với cậu bé. Đúng là 500 dặm chưa thấy ai mặt dày hơn hắn, hội người hèn Việt Nam cũng không hèn bằng tên này. Hắn cầm lấy cây kiếm rồi chuồn mất. Còn cậu bé thì bước đến bên cạnh xác bố già, gục xuống khóc thương cho sự ra đi của ông. Cuối cùng hai người cùng nhau rời khỏi trấn Song Kỳ đầy đau thương này. Bộ phim hôm nay đến đây thôi. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.